Chào các bạn, trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách đổi mật khẩu màn hình khóa điện thoại Samsung. Ở đây mình sẽ bấm khóa lại màn hình này, mở lại này. Đó, thì hiện tại cái điện thoại Samsung này mình đang đặt mã pin để mở khóa màn hình. Vậy thì cái mã pin của mình khá là dễ nhớ, mình đặt bao gồm 4 số 1. Ở đây mình nhập 4 số 1 thì mật khẩu dễ đoán, cho nên mình sẽ vào mình đổi lại mật khẩu khác. Thì đối với cái dòng máy Android thì cách đổi mật khẩu cũng như đặt mật khẩu thì các bạn đều thao tác giống nhau. Đó là bạn sẽ vào cái mục cài đặt ở trên điện thoại. Sau đó bạn sẽ vào cái phần màn hình khóa nhé, bạn vuốt lên. Đây, vào cái phần màn hình khóa này. Đấy, bạn bấm vào đây. Tiếp theo thì hiện tại cái kiểu khóa màn hình mình đang đặt là mã pin thì mình bấm vào. Và nó sẽ yêu cầu mình nhập mã pin hiện tại của màn hình khóa thì mình nhập vào 4 số 1. Đó. Khi mà mình đã vào được rồi thì nó sẽ có nhiều kiểu khóa, thì các bạn sẽ lựa chọn các cái kiểu khóa màn hình phù hợp với cái nhu cầu của bạn. Thường nếu như mà các bạn đặt mật mã này này thì đây là cái trường hợp đặt khóa màn hình bảo mật cao nhất. Còn với kiểu vuốt này thì không có bảo mật nhé, các bạn chỉ cần vuốt lên là màn hình đã mở rồi. Còn bạn có thể đặt mẫu hình, thì bạn có thể vẽ hình và bạn cần phải nhớ. Đó, bạn vẽ 2 lần. Ở đây mình sẽ vào lại. Ở đây mình sẽ đặt là mật mã để cho các bạn xem nhé. Với các cái trường hợp mà khóa màn hình bằng mẫu hình hoặc là pin thì nhiều bạn biết rồi. Bây giờ mình sẽ đặt hẳn mật mã để bảo mật cao nhất. Thì các bạn nhớ này, mật mã của bạn phải chứa ít nhất 4 ký tự, bao gồm ít nhất một chữ cái. Tức là cái mật mã này nó sẽ kết hợp cả số và chữ và 4 ký tự nhé, ít nhất phải 4 ký tự. Thì ở đây mình sẽ đặt chữ cái đầu viết hoa này, tin học, thực hành chẳng hạn. Hai không hai ba, đó nhiều quá đó. Thì ở đây mình chỉ ghi được là tin học thực hành 20. Đó, mình khi mà các bạn đặt mật khẩu như thế này thì đảm bảo là cái điện thoại của bạn nó sẽ an toàn hơn và mật khẩu khó đoán thì điện thoại của bạn nó sẽ được bảo mật nâng cao. Tiếp tục mình nhập lại thôi. Đó. Bấm OK. Lúc này thì trên các cái dòng điện thoại Samsung thì nó sẽ hỏi bạn có sao lưu cái mật khẩu này không, trong trường hợp mà bạn bị quên ấy. Thì nếu bạn đồng ý thì bạn cần có cái tài khoản của Samsung nhá. Mình sẽ không cần sao lưu. Đó, bây giờ mình sẽ quay trở lại và mình thoát đi. Mình sẽ khóa màn hình vào lúc này. Mật khẩu yêu cầu đăng nhập này, các bạn thấy này. Bây giờ các bạn phải nhập mật mã và mật mã của bạn phải chứa ít nhất 4 ký tự. Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ nhập vào nhá. Chữ cái đầu viết hoa này. Tin học. Thực hành. 20. Đó, các bạn bấm xem nhá. Đấy, hoàn tất này. Thì lúc này bạn đã đổi được mật khẩu cũng như đặt mật khẩu. Đối với cách này thì giúp các bạn vừa thay đổi mật khẩu cũng như đặt mật khẩu mới và thay đổi kiểu khóa màn hình khác nhau. Chúc các bạn đặt được cái kiểu khóa màn hình phù hợp và bảo mật cao nhất. Và điều đặc biệt là các bạn cần phải ghi nhớ mật khẩu, nếu không sẽ bị khóa và bạn sẽ lúc đó phải reset lại máy, mất hết dữ liệu.